Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 2 của Thời sự Thế giới. Ngày hôm qua, rất nhiều người đã theo dõi cuộc họp báo của ông Rudy Giuliani, thậm chí cũng được đưa lên trên Facebook để nhiều người tin tưởng, nói rằng ô, cuộc họp báo này để phơi bày những bằng chứng chống lại bên các ủy ban kiểm phiếu của các tiểu bang. Mặc dù chúng ta cũng nên nhớ tại những tiểu bang này là những tiểu bang đỏ, chẳng hạn như là Arizona, Georgia, vân vân. Và những tiểu bang đã từng bỏ cho Tổng thống Trump năm 2016. Thế nhưng tình hình bây giờ lại khác. Sáng ngày hôm qua thì ông Rudy Giuliani lại tuyên bố với báo chí rằng ông phải rút ra một trong những đơn kiện nhắm vào tiểu bang Pennsylvania. Và trong tuần lễ vừa rồi, hầu như không có một cái đơn kiện nào mà có đạt được cái sự thắng quan trọng cả. Không có, thưa quý vị, hầu hết đã bị các quan tòa tuyên bố là không có đủ bằng chứng. Mà không biết vì lý do nào, có khả năng là ông và nhóm luật sư của Tổng thống Trump vẫn muốn thuyết phục Tổng thống Trump để cho ông tin tưởng là có phần thắng, mặc dù không có. Thưa quý vị, thực sự cái dữ kiện ở trong tòa đó, tại sao câu hỏi đặt ra là ông không đưa những bằng chứng này trong tòa mà lại mở một cuộc họp báo và đưa ra rất nhiều chi tiết, trong đó nói là có những cái thành phần ở nước ngoài tìm cách gây ảnh hưởng. Rồi chưa kể một số các quận theo lời ông Rudy Giuliani là kiểm phiếu sai sót mà vẫn tiến tới cái việc certify, có nghĩa là chứng nhận cái kết quả bầu cử này, trong khi cái kết quả nó chưa được chính thức đã xác nhận. Bên cạnh đó, thêm cái vấn đề mà đã được khẳng định là không có người của Đảng Cộng Hòa đứng để giám sát tiến trình kiểm phiếu. Cái việc này bên phía ông Rudy đã thua, bởi vì khi xuất hiện ở ngoài tòa đó, thì quan tòa đã hỏi là bên phía ông có ai hiện diện để được giám sát hay không. Thì đại diện của luật sư nói rằng có, thưa quý vị. Họ dùng cái chữ non-zero person, có nghĩa là vẫn có người giám sát. Thì nếu mà tòa nói nếu có người ở trong đó rồi giám sát thì không có lý do nào nói rằng là đòi hỏi phải có người thêm người giám sát nữa. Thì ông Rudy Giuliani trong cuộc họp báo ngày hôm qua lại đề cập đến một cái cuốn phim. Cuốn phim đã có từ thập niên 80 mà trong đó đề cập đến một cái chi tiết liên quan đến một người phụ nữ đứng từ xa để nhìn cái hiện trường. Thì khi mà ra tòa thì người phụ nữ đó mới thấy là bởi vì cặp mắt của mình đứng xa quá cho nên nhìn cái hình ảnh nó sai lạc. Ông chỉ đưa ra cái dữ kiện đó mà thôi. Tuy nhiên, tất cả các dữ kiện trong cuộc họp báo 1 tiếng 45 phút ngày hôm qua, thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là tại sao ông không đưa vấn đề này trước tòa? Và trong tòa, quan tòa đã hỏi ông có nói là cuộc bầu cử này bị lừa đảo gian lận hay không? Thì đích thân luật sư Rudy Giuliani đã tuyên bố, thưa ngài, không. Trong tòa thì ông nói không, nhưng mà ở ngoài tòa trong cuộc họp báo thì ông lại đưa ra một đống các bằng chứng về cái cuộc gian lận này. Thì thưa quý vị, họ nói rằng họp báo mà nói như vậy thì ai cũng nói được cả. Ở bên ngoài thì tha hồ nói, muốn nói gì thì nói. Nhưng mà điểm quan trọng là trong tòa, ông Rudy không dám nói láo.
bởi vì nói láo là sẽ bị truy tố về cái tội nói láo trước tòa. Và tha hồ bên ngoài thì ông muốn cuộc họp báo, và Tổng thống Trump cũng muốn có cuộc họp báo này để trấn an các cử tri của Đảng Cộng Hòa, là bên phía Tổng thống Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các vụ kiện này cho tới bước cùng. Và chưa hết, thưa quý vị, tin tức ghi nhận được vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Trump đang có ý định trong ngày hôm nay mời một số các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại các tiểu bang tranh chấp, chẳng hạn như là Michigan, v.v. đến Tòa Bạch Ốc để ông tìm kiếm một cái nỗ lực, theo bản tin ghi nhận, là liệu xem tại những tiểu bang tranh chấp, thí dụ như là Pennsylvania, Michigan, v.v. và Georgia, đây là những tiểu bang mà quốc hội do Đảng Cộng Hòa nắm đa số, thì ý của Tổng thống Trump muốn vấn kế những vị lãnh đạo này của Đảng Cộng Hòa đó, để hy vọng có cách nào đó họ thay đổi kết quả của bầu cử hay không. Thí dụ như ở tại tiểu bang Georgia, ông mời giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đến và đề nghị đó, có cách nào các ông không chấp nhận kết quả bầu cử nghiêng về ông Biden, và 16 phiếu cử tri đoàn của tiểu bang Georgia sẽ để lại cho tôi, có nghĩa là thay đổi kết quả bầu cử. Một số các giới chức lãnh đạo tại các tiểu bang này đã xem hành động đó là hành động điên rồ, bởi vì họ nói không bao giờ đi ngược lại. Cho dù họ có làm, thì cái việc làm đó vi phạm luật pháp và vi phạm hiến pháp, không cho phép họ làm như vậy. Chưa kể là nếu làm như vậy nữa, các vị này có thể sẽ đương đầu với những cái vụ mà truy tố các tội liên quan đến gian lận, bởi vì họ muốn thay đổi kết quả bầu cử. Và kết quả bầu cử này là kết quả đã được chứng nhận trong ngày hôm nay, trong đó có tiểu bang Georgia như chúng tôi đã thưa. Cho nên Tổng thống Trump, theo bản tin ghi nhận, vẫn cố gắng tìm kiếm một cái phương pháp nào đó để thay đổi kết quả bầu cử cho đến giờ phút này. Và tin tức mới nhất ngày hôm nay, ông sẽ gặp gỡ các giới chức lãnh đạo. Hiện nay thì chưa biết được các cuộc họp này sẽ như thế nào, và có ai sẽ đến Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Trump trong ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì có một cái tổ chức gọi là National Housing Law Project đó, chuyên giúp đỡ cho những người thuê nhà mà gặp và tình trạng khó khăn về cái việc là trả tiền thuê rồi bị người chủ nhà làm khó, thì họ cho biết là chỉ trong vòng có hơn 3 tháng vừa qua, cái số lượng người mà làm đơn xin giúp đỡ đó đã tăng lên cả 100.000 người đến từ nhiều tiểu bang như là Maryland, Ohio, Washington, rồi Wisconsin, với cái đều cùng một cái lý do, đó là bây giờ tất cả những chủ nhà họ đang tìm mọi cách để mà đuổi người thuê ra khỏi khi mà những người thuê này bắt đầu trả tiền trễ, trả thiếu hoặc là không trả từ hồi tháng 7, mà cái lý do chính là bởi vì họ bị mất công việc do cái đại dịch này. Thì thưa quý vị cũng nhớ là cái luật cấm đuổi eviction ban đó nằm trong cái gói cứu trợ đại dịch CARES Act của chính phủ đã hết hiệu lực từ ngày 25 tháng 7. Và CDC đó thì hồi ngày 4 tới tháng 9 họ cũng gia hạn một cái lệnh cấm tương tự, nhưng mà cái lệnh của CDC thì nó rộng hơn, với lại nó có nhiều cái lỗ hổng thưa quý vị, cho nên bây giờ đó những cái người chủ nhà họ bắt đầu lợi dụng những cái kẽ hở này và họ tìm mọi cách để mà đuổi người thuê trả thiếu tiền nhà. Thì cái luật của CDC, cái luật cấm này đó, ngày 31 tháng 12 này cũng hết hạn bảo vệ cho những người thuê rồi thưa quý vị. Nhưng mà cái luật của CDC là nếu như những người thuê nào mà trả trễ tiền nhà, trả thiếu, họ có quyền xin làm đơn chứng minh thứ nhất là họ làm dưới cái mức lương 99.000 một năm, và trong mỗi những tháng vừa qua đó họ trả được 20% tổng cái số tiền nhà, và họ chứng minh được là họ bị mất công việc vì đại dịch, thì chủ nhà không có quyền đuổi những người này. Nhưng mà bên cạnh đó, cái luật này của CDC lại đưa ra là có 5 lý do để mà chủ nhà vẫn có thể tiếp tục đuổi. Trong đó nếu như những người thuê có những cái hành vi phạm tội, chẳng hạn như là đánh đập những người ở chung cái khu nhà này, rồi hăm dọa, rồi đập bể nhà cửa của chủ nhà, hoặc là người thuê đã violate cái building codes, chẳng hạn như là làm dơ hay là làm hư, hoặc là violate cái
cái lease là cái hợp đồng thuê nhà thôi quý vị. Thì chính hai cái điều cuối cùng đó là violate building codes với lại violate cái lease, hiện nay nhiều chủ nhà họ đang bắt đầu dùng mánh khóe của mình dựa vào hai cái điều này để mà đuổi người thuê. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.